chưa rồi quên chưa rồi cái này điểm rồi mà điểm khâu ngoài người ta đại vàng và bỏ đá hai tay của Trường Giang không thành công. Trọng đang đi giải ở trên Hà Nội đấy em ạ, không về đánh giải này, đang tập cho SEA Games, chuẩn bị đi SEA Games. Đâu nào đó. Trận đấu được tiếp tục. Thế đầu thì ai thua cho cầu thủ ba của
6 ra sân, số 5 vào sân. Sân mà số 6 thứ 2 Bùi Văn Ngà vào sân. Ngọc Viễn phát bóng. Và đánh bóng bóng lỏng cực kỳ bung vào trường Giang. Trường bóng 21 đều rồi. Rất ngang tàng ngang sức. Kinh. Gành thức gành. Mạnh liệt không qua được hàng chắn của cầu thủ Lạng Sơn. Có trọng tài đội Lạng Sơn thay đổi người. Lạng Sơn có hai người liên tiếp. Chả sẽ hai người lên cả. Văn Nghĩa ra sân. Chuyển hai Văn Nghĩa vào sân. Văn Nghĩa là Bùi Văn Bình. Rất tốt của Trường Giang. Điểm đầu của Bùi Nam Ẩn. Bùi Nam Ẩn đang đi tập SEA Games anh ạ. Đang ở Hà Nội tập chuẩn bị cho SEA Games 31. Cái môi này của Giang Trề thôi. Của Giang Trề, Toàn Lết, Mạnh Điệp, Đinh Quân, Mộ Châu, Bùi Văn Ngà. Thank you.
Văn Hiệp. Chuyển ra đằng sau. Ngoài sân nó còn. Thế quả đấy. Ngon mà. Nó đánh bom rồi nó bảo gì thế kìa. Ai sẽ là người đặt điểm này cho Thiên Bôi đây. Có thể là Toàn Lết. Có thể là Mộ Châu. Mộ Châu. Cây gắt của Mộ Châu. Đấy thế. Đủ điểm bóng dẫn Thiên Bôi 27-26 rồi. Cạnh này, cạnh này. Trang diện rất nhá. Yên Thủy loại hôm qua rồi em nhá. Là Mộng Châu. Ui, trong sân rồi. Ai sẽ ai? Con lẹ luôn đấy. Biết rõ sân luôn. Con lẹ luôn. Cãi rồi. Sang luôn. Tài. Mày 28 vẫn chưa thể kết thúc mọi người nhá. Điểm bóng cho Kim Bôi. Bây giờ là 28-27 rồi. Ai sẽ là người quyết định ở ngoài đây.